chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xếp thiệp trái tim, hình trái tim nhé. Các bạn chuẩn bị 4 mảnh giấy nhỏ. Cái này là 17 ngang 14. Cái này 77. Cái này 77. Cái này 8 x 8 cm. Bây giờ các bạn nhìn mình xếp và xếp theo nhé.
như là chúng ta đã hoàn thành xếp thiệp trái tim. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và share. Nhớ là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.